Trong những năm gần đây, thay vì gieo cấy lúa hè thu, một số hộ dân lại để tái sinh từ gốc rạ lúa vụ xuân. Sau khi thu hoạch lúa xuân khoảng 2 tháng, với một lần chăm sóc, nông dân đã thu hoạch một đợt lúa nữa. Vì sao nông dân không sản xuất hè thu để lúa tái sinh hay còn gọi là lúa chết? Và cách làm này sẽ có tác hại gì? Phóng sự do nhóm phóng viên thời sự thực hiện. Lúa tái sinh sau khi gặt, bà Nguyễn Thị Xoan ở xã Quỳnh Bá rải ra đường để phương tiện giao thông đi qua làm rụng hạt lúa, sau đó mới thu gom đưa về. Năm nay, mỗi sào lúa tái sinh, nông dân thu được từ 30 đến 40kg lúa. Để lúa xuân tái sinh là cách làm của 99% nông dân ở xã Quỳnh Bá. Vì là tính nhà là cái mùa 10 thì hắn cũng lắm sâu bệnh á. Đó là không năng suất thì lỗ vốn á, đó là hậu để lúa chết. Mùa như là sâu bệnh rồi chi phí nhiều á. Thì năm nắng là sự trụ ngoan thua mọi năm làm sao có hơn tạ. Mà chi phí thì nhiều, mà chi phí thì đắt. Không riêng gì ở Quỳnh Bá mà trong những năm gần đây, tình trạng nông dân không gieo cấy lúa hè thu mà để tái sinh lúa vụ xuân rất nhiều. Từ những diện tích làm hè thu hay ngập, thiếu nước hay những vùng được xem là bờ sôi ruộng mật, nông dân đều để lúa tái sinh. Khi đó thì chết thì nói tôi cũng không bằng lúa mùa, nhưng mà cả họ để chết thì mình phải để chết. Ở đây thì hàng năm thì khoảng cỡ 3 năm trở lại đây thì là người dân sau khi thu hoạch vụ hè thu ở vụ đông xuân xong thì thường là người ta để lúa chết, vì là lý do là cái năng suất của vụ hè thu là nó thấp, cho nên là tính ra là không đủ chi phí cho sản xuất. Một thực tế đó là nếu để lúa tái sinh thì khi thu hoạch vụ xuân, nông dân không sử dụng được cơ giới hóa. Vì nếu gặt bằng máy, gốc rạ bị gãy đổ, lúa tái sinh sẽ sinh trưởng kém. Thêm vào đó, việc để lúa tái sinh sẽ hạn chế việc đưa các bộ giống chất lượng cao, gạo ngon, năng suất vào sử dụng. Vì những giống lúa này thường khả năng tái sinh kém. Thời gian thu hoạch lúa tái sinh trùng với thời điểm lúa hè thu làm đồng trổ bông nên sâu bệnh sẽ tràn sang lúa hè thu. Sau khi nhân dân thu hoạch lúa chết thì toàn bộ cái sâu bệnh của vùng lúa chết nó đẩy sang cái vùng đang sản xuất hè thu, bởi vì chúng ta không quy hoạch được mà sản xuất là sản xuất xen kẽ và để lúa chết xen kẽ. Do vậy cái sâu bệnh của vùng lúa chết đẩy sang vùng hè thu, do đấy cái một vài vụ của hè thu thì nhân dân Quỳnh Bá là sản xuất cây lúa rất tốt, nhưng đến khi thời điểm thu hoạch là bị cái sâu đục thân nó phá hoại nhiều trà. Qua nhiều vụ cho thấy, lúa tái sinh năng suất đạt rất thấp, chất lượng gạo cũng không cao. Đặc biệt, các chuyên gia bảo vệ thực vật cho biết, việc để lúa tái sinh là tạo môi trường thuận lợi cho nhiều mầm bệnh lưu tồn trên đồng ruộng. Theo đó, việc để lúa tái sinh sẽ là lợi bất cập hại.